Oh, hello anh em. Hôm nay Huy đi lên phim trường Long Island, quận 9 để review một số góc đẹp nhất của phim trường này để anh em tham khảo sơ để hình dung ra cái góc chụp ở phim trường này ha. Ok, rồi mình vô trong nha. Rồi, đầu tiên là cảnh nhìn toàn cảnh từ trên cao của phim trường Long Island ha. À, rất là rộng ha. Đây là phần cổng vô của phim trường Long Island ha, nhìn rất là chất. Thì ngay cả cái cổng, ngay cả cái đường vô này là anh em cũng có thể làm được vài shot hình, nhìn rất là thơ mộng. Có một cái dòng, có cái cầu và có cái cửa dòng sông nhỏ ở dưới. Rồi vô sâu một chút thì cấu trúc của cái phim trường này được xây dựng giống như một cái tòa lâu đài của Hy Lạp vậy đó. Đó nhìn rất là tây, đá là xài đá cổ. Đây cái cổng màu đen này, cái cổng màu đen này cũng là một góc được nhiều anh em chọn làm góc chụp đẹp đây. Đây. Rồi đi sâu vô chút nữa anh em sẽ thấy có một cái góc chụp Everyday Country. Góc chụp này cũng là một trong những góc chụp nhiều anh em chọn để chụp cho cái view ngoài trời đó. Thì có cái ghế với lại mấy cái dòng chữ phía sau, chụp theo kiểu dễ thương, cute for my wear. Đây là hình của Trung Ly chụp khoảnh khắc tại cái view này. Rồi mình đi sâu vô một chút nữa, đây là cái view thần thánh, một trong những view thần thánh nhất của cái phim trường này, có chữ Photographer Wedding Cafe. Rất là nhiều anh em chọn cái góc chụp này chụp vào ban ngày hay là buổi tối, chụp nắng gì nó đều lên hình đều đẹp ha. Thì khuyến cáo thì anh em nên chọn góc siêu rộng ultra wide để chụp ở cái góc chụp này, lên hình nhìn nó hoành tráng. Nó đây là hình của bác cô B chụp lúc mà trời sụp nắng ha, một góc này. Đây còn đây là một cái view cái cổng có bàn ghế tiệc vậy đó. Đó cũng hình của bác cô B chụp luôn, nhìn rất là chất. Đây là một số view chỗ này thích hợp để chụp ngoài trời, ngoại cảnh hay là những buổi chiều mà có ngược nắng kiểu vậy đó. Đó thì chụp nhìn tươi xanh. Đó đây là bác cô B chụp ngược nắng buổi chiều. Đó, ngược nắng chụp rất đẹp anh em. Đây còn vậy là cái chỗ view hồ bơi ha, hồ bơi nước xanh mát trong lành, có thể chụp trên bờ hồ hay là xuống hồ bơi chụp gì đều đẹp. Thì anh em cho cô dâu chú rể mặc đồ trắng hay là đồ bơi kiểu đồ ngắn ngắn vậy đó, chụp ở cái view này rất là phù hợp đó, xuống luôn hồ bơi chụp. Đó, khóe nước kiểu để nó rất là chất. Đây còn đây là một cái view tạm gọi là view Trung Hoa đi. Ví dụ như đồ cổ trang hay là áo dài thước áo sơ-rê thước tha dài thì chụp cái view này nhìn rất là đẹp. Đó, đây là của Trung Ly chụp tại cái view này. Đi vô trong thì trên trần thì chủ phim trường trang trí một số cái họa tiết nhìn rất là hay, nhưng mà cái view ở trên nóc nhà lại thấy ít anh em chụp, nên có thể là dính nhiều cái chi tiết bên dưới quá.
Đó, đây là phía sau, chỗ phía sau của phim trường ha. Có hai cái view chính. Có hai cái view chính mà nhiều anh em cũng chọn chụp. Thứ nhất là cái cổng dọc. Đó. Bên bờ kia hồ nước, còn anh em đứng bên đây bắn qua lấy full full nguyên cái cổng luôn. Đấy. Rồi, đây là cái vách tường huyền thoại ha, thì rất là nhiều góc chụp ở cái bức tường này. Thì anh em có thể mượn những cái siêu xe ở trong phim trường này để đặt ở đây để chụp và sáng tạo ra rất là nhiều góc chụp tại cái view này, sát tường, trên cầu thang hay là đứng luôn ra phía ngoài. Thì khả năng sáng tạo tại góc chụp này rất nhiều. Đấy. Xa ra có tượng Chúa, nó cũng ra một góc chụp nữa. Đấy. Nói chung chỗ cái view này là khả năng sáng tạo cho anh em rất nhiều, mà chụp lên nhìn cảnh rất tay, anh em thấy không? Nói chung cái phim trường này chụp. Rồi bây giờ mình đi vô trong một cái view bên trong, có cửa sổ ánh sáng trời. Đây là một cái view rất độc đáo mà chưa có nhiều anh em lùng ra để chụp cái view này ha. Rồi bữa nay dẫn anh em vô khám phá cái view này để anh em có một cái nhìn tổng quát hơn. Đây là một cái view ngược ánh sáng, ngược sáng, chụp lấy ánh sáng từ bên ngoài dội ngược vô, đánh đèn từ bên trong ra lên hình rất đẹp. Đây, ekip của Trung Ly. Đó. Thấy không? Lên hình nhìn rất hoành tráng luôn. Chụp từ dưới cầu thang lên hay là ngang góc, chụp góc trực diện nhiều đẹp. Rồi mình tới cái vô cái phần chính của cái phim trường này là cái cảnh bên trong nhà này. Cảnh trong nhà này rất nổi tiếng, được rất nhiều anh em chọn làm góc chụp cưới, hoặc là các cái bộ phim, cái đạo diễn hay chọn cái view này để quay cho nhiều bộ phim nổi tiếng ở đây. Tại vì cái góc trong đây nhìn rất là sang và rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em thấy đèn cầu thang làm rất tây, nhìn rất đẹp. Riêng cái view này thì khỏi bàn cãi, dơ máy lên chụp là bảo đảm đẹp rồi, nên anh em cứ yên tâm vấn đề đó. Đây, từ trên chụp xuống góc siêu rộng cỡ 16 hay là 14 là chụp là vô tư đẹp. Đây, ekip Trung Ly ha. Rồi. Đó, còn cái này chụp từ dưới lên, góc chụp từ dưới lên cũng rất là chắc. Đây, có một cái điều thú vị, các bạn ăn này rất là khả năng sáng tạo của mình đó, tại đây rất là nhiều ha. Có thể lấy rượu thịt hay là đổ nước ngọt vô, nó cũng lên hình nhìn rất là hay. Còn đây là cái view Dương Cầm Khét Tiếng, nổi tiếng nhất của phim trường này ha. Huy đã từng thấy rất là nhiều người nổi tiếng trên TV đã chụp cái view này ha. Gặp cả em Hoa Hậu, gặp cả số tụng MTV ha. View này chụp cận cảnh hay là chụp góc siêu rộng gì đều lên rất là hoành tráng, rất là chất ha. Tại vì nhìn riêng cái đèn không là lên hình là nhìn thấy là nó ạt rồi. Đó, cộng thêm cái hiệu ứng ánh sáng xung quanh nữa. Chúng ta đi tới một cái view hành lang ở cuối cái phòng bên trong nhà này ha. Thì cái view này là nó có một cái chiều sâu rất là đặc biệt ha. Bên hai bên vách thì một bên đó là cửa sổ kéo dài, nhiều cửa sổ, ô cửa sổ ha, rồi có mấy cái kệ nến, một bên đó thì nó treo những cái hình lưu niệm của khách, bởi vì nó tạo ra một cái hiệu ứng chiều sâu rất là đẹp, rất là lạ ha. Đó thì
anh em có thể đứng ở bên đây cái vách để chụp qua lấy cái chiều sâu của cái cửa sổ bên kia. Đó, ánh sáng ngược ha. Đó, thì cái góc cái view này lên nhìn rất là lạ mắt, rất là tây. Đó, view tổng thể cho anh em xem. Chụp từ trên xuống nhìn cũng rất là đẹp. Đó, ánh sáng vàng đổ vô đúng không? Đánh đèn lên nữa. Phủ nhẹ tuyệt vời. À, cũng là góc đó luôn. Đây, bên trong cái tòa nhà này có một cái tượng quân lính bằng sắt có cây kiếm. Thấy nhiều anh em cũng hay lấy cái kiếm này ra để tạo cái dáng lạ lạ, cũng vui lắm anh em. Đây, đây còn đây là tôi. Đây. Rồi đó, thì cơ bản đây là cái hầm rượu bên dưới nha. View này là view hầm rượu bên dưới, thì có đàn, có kèn, có đủ loại nhạc cụ, thì có thể anh em có thể sáng tạo những cái góc chụp về âm nhạc kiểu vậy đó, đứng hát ca sĩ phòng trà đó, nhìn rất là sang. Đây, đây còn cái view ngoài trời này là một cái view được anh em gọi là cái view Singapore, có một cái cây lá vàng rơi và một cái giếng trời tự nhiên vậy đó. Đó, chụp góc rộng lên nhìn cái view này rất là hay. Mà cái view này là ở tú bên trong đó, nên em phải chịu khó kiếm. Nó kế bên cái view cửa sổ trời nắng ngược hồi nãy á, nó nằm phía sau. À, mình phải chịu khó kiếm, nó nằm hơi sâu phía sau chút. Nhưng mà lên hình thì rất hay. Đó, thì đây là cái phòng make up ha. Thì khi mà mỗi một cái ekip vô thuê ở trong phim trường Long Island chụp á, thì sẽ được cấp cho một cái phòng make up giống vậy đó, thỏa sức tự do, rất là riêng tư ha. Rồi có thể make up hoặc là nghỉ ngơi hoặc là gì đó trong đây thì đều ok hết, rộng rãi đó. Rồi, còn đây cái toilet của phim trường Long Island đó, cũng rất là màu mè, rất là gì đó. Đây là cái không gian bếp, cái phòng, cái chỗ để mà anh em mình nghỉ ngơi, ăn trưa. Đó, rộng rãi, chung rộng rãi, thoáng mát, ăn uống thoải mái. Đó, cái thực đơn bên đây thì cũng khá là hợp lý, nói chung là giá cũng ok, hơi mắc chút nhưng mà được, ok. Nước 15.000. Rồi thì Huy vừa mới review cho anh em một số cái góc chụp đặc trưng ở phim trường Long Island ha. Cái phí chụp ở tại phim trường này là dao động từ khoảng 2.2 triệu tới 2.5 triệu ha. Thì hy vọng là anh em sẽ có một cái nhìn tổng quan về cái góc chụp chính của phim trường Long Island trước khi đến đây chụp ha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video.